Nói chung là ông nào mà bây giờ đến cái độ tuổi này mà ông đấy mặt đéo chơi, ông bị thiệt. Thế thôi, tội gì không chơi. Mình chơi là để biết, chứ đừng có chơi mà để nghiện. Nghiện là hỏng rồi. Chơi mà nghiện là hỏng rồi, chơi để biết thôi. Đít mạm có lần đang chơi nhưng ngồi lên cái đệm vãi lồn, nhưng ngồi lên cái đệm, đít mạm vừa mới ngồi lên cái đệm ngả xuống phát bay phát về nhà luôn. Ơ đít mạm mày, thế mới là kinh. Đúng là cái chất ketamin, người ta bảo là cái chất ketamin là cái chất dẫn thần, có nghĩa là dẫn đến cái thế giới thứ ba. Vừa mới đặt đặt ngả làm phát nhảy để tai nhảy phát đít mạm mày, hình dung ra phát là trong đầu mình hình dung thành thành hiện thực luôn, đúng như kiểu Aladdin và cái thảm ấy. Thế đéo là tôi bay hết cả ra Hồ Gươm nhá, bay qua nhà mình nhìn thấy cả nhà mình rõ ràng luôn. Bay hết ra cầu Long Biên, cầu Trương Dương, đi hết phố phường luôn. Ơ. Thế mày hay thật. Mẹ nhiều, nói chung là nhiều nhiều quả kem nó dã man thật. Đúng như kiểu cách đây 1-2 năm của kem Thành Đô ấy. Địt mẹ mày đang đang ngồi ở đây làm hai đường nó nằm xuống nghe nhạc trôi phát hai anh em nắm tay nhau sang Thụy Sĩ luôn. Ơ. Ra Thụy Sĩ nhá, ra cả Australia, ra cả bãi biển Ả Rập, cưỡi lạc đà luôn mà. Ơ, nhìn thấy nhau anh em cưỡi lạc đà chung với nhau luôn. Ơ, thế mới tài. Nói chung là cái ketamin là nhiều cái, nó có cái chất dẫn thần, nó dẫn mình đến những cái nơi mà không tin cũng phải thành tin, mà đang bay cũng thành bay. Nhiều quả cũng hay thật. Đang đi mẹ mà chân tay co do, nói chung là nó đéo hiểu là sao lại dẫn được đi mình đi đến những cái nơi đấy. Ui, có lúc mặt đồ mà nó xịn ấy, cảm giác nó tuyệt lắm. Cảm giác đi mẹ mày chỉ muốn là ở trong mãi một bông hoa thế thôi. Nhưng mà ui rồi đặt đến cảnh giới luôn, anh đặt đến cảnh giới hồn bay ra khỏi xác luôn, bay xung quanh nhìn mọi người luôn. Đi mẹ cái kem này kinh thật. Đít mẹ mày nhiều khi ôm gối ôm ấy, tưởng đang ôm rồng bay. Nhưng mà cái này là thực tế nhất này. Bây giờ nhá, ba bộ đông mà cứ phê pha với nhau ngồi ấy, ngồi hoặc là có người yêu ấy, là khi mà đồ đạc vào ấy là nó khiến con người mình cái ví dụ những bạn nào mà lạnh lùng ấy, hay là không tình cảm ấy, sẽ ăn nói rất tình cảm và nói chuyện rất dễ vào. Nếu ông thì bạn ơi, mai sau giàu đừng quên nhau bạn nhá. Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nhá. Vãi lộn, mãi là anh em nhá. Sướng khổ mai sau đi cùng nhau nhá. Mãi bên nhau bạn nhá. Hôm sau gọi đèn sáng, ôi tôi mệt quá. Bạn ơi, hôm sau gọi điện, bạn ơi. Mỗi người 8 đồng chia đôi, chia 5, chia 7 bạn nhá. Ôi tôi đợt này tôi kẹt quá. Thôi thì ai có bù ra để đợt sau tôi đưa. Vãi lồn, ai chơi vào thế? Vỗ tay. Quý đo. Ơ, bạn thấy tôi sống như thế nào? Tôi có sống sai gì với bạn không? Tôi có sống lỗi gì với bạn không? Tôi không ưng bạn được này. Tôi xin lỗi bạn nhá. Anh em mình mãi bên nhau nhá. để anh em mình nghèo bây giờ để có cái mà nhớ lại, mai sau mình giàu mình còn nhìn lại mình cười bạn nha. Vãi lồn, khi chơi nó thân lắm. Địt mẹ mày khi chơi chứ, vừa mới gặp lần 2, lần 3 hoặc lần 5 phát kết nghĩa anh em luôn cũng được, nhưng mà hôm sau đéo biết là ai luôn. Vừa mới chơi xong nhá, gặp phát mai ngày kia anh em nhất định phải ngồi với nhau bữa lẩu, không thì không nhìn mặt nhau. Địt mẹ vài tháng sau đéo thì biết là ai luôn. Vài sáng sau bye bye luôn, đéo biết bạn là ai luôn. Đó là sự thật. Bên nhau mãi mãi bạn nhá. Đi mẹ, bên nhau cái gì? Ví dụ đôi là mà yêu nhau và cãi nhau ấy, làm một viên thì đi mẹ mày vừa mới cãi nhau thì làm lành luôn. Ăn quả này thì nó lại là yêu những ngày ban đầu luôn. Đúng rồi. Bây giờ mà những cái đôi nào mà mới yêu nhau hoặc yêu nhau đâu chẳng hạn, ví dụ mà cãi nhau ấy, làm một viên xem, hay làm một hụm Milo hay xoài hay ổi xem, đúng không? Yêu như ngày ban đầu luôn, yêu thắm, đi ngủ thơm, ngủ ngon, vợ yêu thứ. Hôm sau ra kệ con mẹ mày, làm kệ mày bố mày, kệ bố mày, yêu đéo con biết, bố mày cãi nhau vẫn là như thế. Thế thì chịu rồi. Anh em thì khoác tay nhau, sống chết có nhau, mãi bên nhau bạn nhá. Cái đấy là sự thật luôn, nó đúng luôn.
bây giờ ấy đi chơi bây giờ phải nói là quả réo hiểu không, khi nào mà các chị em nhà mình dậy nhảy nhờ. Ê! Đấy là con trai anh em mình ngồi ngoài ấy, quả réo đấy, quả réo nhiều em đéo hiểu, nhiều ông nhiều bà đéo hiểu đây là cái gì, lúc sau nhá dịch ra nhá, dẻo quá nhiều câu buồn cười lắm, quay xe đã là cái gì, vừa quay xe lại còn bốc đầu luôn ấy. Quay xe bây giờ là cái chuyện qua xong rồi, bây giờ mình sẽ lại nói về vấn đề ủng hộ đấy, bây giờ tại vì là tám hơn 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 8.700 người xem rồi, 8.700 người xem rồi thì ở đây mình kêu gọi hôm nay đã ủng hộ được gần 30 triệu rồi, thì các con vợ mới vào đây thì vào Facebook cá nhân của mình nhá, Duy Đặng Long 630.000 follow, mọi người đọc cái bài đấy mỗi người xề xoàng bỏ ra 20, 50.000, 100.000 ủng hộ cho những chiến sĩ của chúng ta, những chiến binh của chúng ta đang ngày đêm vất vả hỗ trợ các bạn y tá đấy, đang kiểu làm với các ấy đấy, đang chống dịch Covid-19 đấy, thì mỗi người một ly một like công đức vô lượng ủng hộ cho chiến binh của chúng ta nhé mọi người nhá. Để mà kể là sự thật luôn, đéo chuyện không đấy anh, mà cái chuyện mà cái tâm mà nó vào cuốn rồi thì để đến đi mẹ mày kể đến nửa đêm vài tiếng nữa đéo hết chuyện. Chả mãi là anh em gì còn gì nữa. Mọi người ơi, mình vẫn đang cái chuyện mà giới nghiêm cấm ấy, thì bên COD của mình vẫn làm việc nhá. Mọi người mua tăng cân này, giảm cân này, trị mụn này, bây giờ là kinh tế đang khó khăn thì mình cũng bên trên có xuống giá thì mình cũng xuống 50.000 một sản phẩm và được free ship hết cho mọi người. Thế là thế cho nên các bạn mua tăng cân, giảm cân, trị mụn vẫn cứ inbox cho Long nhá. Vừa giảm 50.000 lại free ship. Đấy, nhờn. Mãi bên nhau bạn nhớ. Nghe vậy nó phải câu nhớ phải kéo dài ra. Tình anh em mình mãi bền lâu nha. Sự thật mà đúng rồi, mình đã là chiến binh gương phải dính máu. Cái câu chiến binh mà gương phải dính máu này dành cho các bạn nữ mà đang bị khi khi mà yêu nhau mà các bạn ấy chưa cho kiểu lần đầu ấy. Thì mình mới dùng câu đấy. Mình dùng câu đấy mình nói với các bạn ấy. Cơm không ăn thì gạo còn đó à. Mà xã hội chuột nó nhiều lắm bạn vợ ơi. Nhưng mà hôm nay vợ bị. Vợ bị á? Ôi trời ơi, thế lại buồn cho vợ rồi. Chồng là chiến binh. Mà đã là chiến binh thì gươm phải dính máu vợ nha. Địt mẹ mày đè ăn luôn. Đeo là nhiều. Cãi làm sao được câu đấy. Câu đấy thì ông cãi hộ gái. Tăng cân 500 nghìn thì còn 400 rưỡi free ship em ơi. Giảm cân 400 rưỡi còn 400 free ship. Chị mụn 470 còn 420 free ship. Nói câu đấy thì bà các bà con gái đây lệch hộ gái, trả lời hộ gái. Đít mẹ ta bảo là chiến binh gươm phải dính máu thì vợ vợ là khiên vợ lại ấy được à? Cho mãi bên nhau quá còn gì nữa. Lúc đấy lại là khiên lại dính máu à? Hôm nay đều đánh rắm rồi, uống nghệ mà đánh rắm nhiều được. Hôm nay hết mẹ nghệ rồi, hết nước lọc rồi. Quả dẻo bạn nha. quả dẻo. Dẻo quá. Đáng nghe live stream các con vợ phải mẹ đóng tiền thu phí cho tôi. Tôi mua mì tôi ăn đấy. À đúng rồi, bây giờ quên mất nói các con vợ này nhá. Bây giờ đang là hiện tại đang là cả tháng tư. Mà đã là cả tháng tư rồi là ngày nói dối của thế giới mà. Nhưng mà đi mẹ mà các con vợ đừng có cả tháng tư mà lên truyền truyền bá những cái lời không thật hay là những cái dịch bệnh hay là nói linh tinh về dịch bệnh Covid là ông vẫn lên đường với nhau nhá. Ông lại lên ông bảo lúc bị bớ ông bảo ôi chú ơi hôm nay là cá tháng tư thì cái một cái mang tai luôn cá đi mẹ chỗ mày đây cá mày đùa
Cả tháng tư là con vợ không liên quan gì đến chính trị hay là phản động hay là gì, không nói thì không được nói về chính trị đâu. Thế cho nên là các con vợ, con trai hoặc con gái nhá, hiện tại đang là cả tháng tư, thích ai inbox. My ơi, anh yêu em làm người yêu anh nhé, hoặc là đại loại mình nói, biết đâu đùa lại thành mẹ thật thì làm sao, đúng không? Nên cho nên là các con vợ thích ai cứ mạnh dạn nói, biết đéo đâu, biết đâu bất ngờ chúng ta lại gần nhau hơn, lúc đấy lại mãi bên nhau em nha. Cứ nói đi, biết đéo đâu đùa lại thành thật, nhiều đứa đéo để ý là cả tháng tư đâu, nhiều đứa lọt đéo là để ý cả tháng tư đâu, lơ tơ mơ là yêu được luôn. Cứ mình cứ thổ lộ đi, tốt nhất là ấy, mình thích một bạn gái này, dụ thích trong vài tuần hoặc 1-2 tháng, thích mình nói luôn là thích. Còn nếu mà bà kia bà đéo thích thì bà nói luôn là không thích, cho nó vẫn mất thời gian. Đi bạn em dở hơi đi theo một đứa mà lại không thích mình theo thì đến Tết, đến lúc lấy chồng là vẫn lại thành mắt biếc à? Đúng không? Tốt nhất là đéo yêu. À, tốt nhất là thích nói luôn, mà đéo được thì thôi, mình dừng mình lại đi tìm quả dẻo khác. Chứ đừng đi thích một người, đừng có ngu mà đi thích mãi một người mà trong khi người ta đéo thích mình, người ta đéo có cảm xúc với mình, đi thích như thế là thành dở đấy. Tốt nhất là đừng thế. Đấy. Ôi em ơi, thôi. 7.400 người đang xem ở đây nhá. Cái vấn đề cả tháng tư ấy, mọi người có thể đùa về tình yêu được, nhưng mà mọi người đừng có đi mẹ mày, mọi người đừng có vào đặt hàng của anh xong lại bảo anh ơi em đùa đấy, cả tháng tư mẹ mày em ơi, cái tiền ship nhá, mọi người quý anh, anh công nhận là mọi người quý anh, mọi người thích anh, anh công nhận mọi người thích anh, nhưng mọi người để cho anh sống với. Mọi người đừng có kiểu chơi cái trò kiểu hèn hạ, kiểu ghét anh. Là in